Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn 10.000 người bạn đã đăng ký kênh. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để Mê Khủng Long TV không ngừng cải thiện và sáng tạo nội dung. Video mới sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn Khủng Long Cổ Dài. Cuối tuần vừa rồi là một dịp đáng nhớ với Mê Khủng Long TV khi chính thức cán mốc 10.000 người đăng ký. Một thành tích mà nếu không có sự ủng hộ của các bạn, chắc chắn tôi sẽ không thể nào làm được. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Tuy nhiên, để tránh cho kênh không bị nhàm chán thì ngày hôm nay, Dino Man tôi xin phép rời xa chủ đề khủng long một chút để kể cho các bạn nghe về một sinh vật siêu kỳ quái. Không chỉ một vài bộ phận kỳ quái như clip trước về khủng long đâu, mà thậm chí cho đến nay người ta còn chưa biết phải xếp nó vào loại động vật nào. Là nhuyễn thể, là chân khớp, là giun hay động vật có xương sống. Được tìm thấy vào năm 1966 thì cho đến nay, nó vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử ngành cổ sinh. Nó là gì? Ngày hôm nay mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV khám phá về Tully Monstrum Gregarium, quái vật đích thực 300 triệu năm tuổi, cổ xưa hơn cả khủng long. Nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Theo giả thuyết của các nhà khoa học, sự sống trên trái đất đã có lịch sử khoảng 3,7 tỷ năm. Trong khi đó, lịch sử của con người hiện đại hay loài Homo sapiens chúng ta chỉ mới có 300.000 năm. Tính tỷ lệ thì chiều dài lịch sử của nhân loại chỉ chiếm có 0,008% của lịch sử sự sống trên trái đất. Thậm chí là lịch sử văn minh của nhân loại mới chỉ khởi đầu cách đây khoảng 6 đến 7.000 năm, tạm coi đó là lúc chúng ta bắt đầu có những hiểu biết khoa học về tự nhiên, về thế giới. Và ngành cổ sinh, ngành khoa học tìm hiểu về sự sống cổ đại chỉ mới bắt đầu xuất hiện chính thức vào cuối thế kỷ 18, khi một số nhà khoa học đã hình dung và đề ra được khái niệm về sự tuyệt chủng. Trước đó thì phần lớn chúng ta tin rằng thế giới vẫn tồn tại như nó vốn có mà không hề thay đổi, rằng con người đã song hành cùng những dạng sống khác sau khi thế giới được tạo thành, có thể bởi một đấng siêu nhiên nào đó, tùy theo nền văn hóa. Nói như vậy để thấy chúng ta chỉ mới chính thức tìm hiểu về lịch sử của sự sống, trong đó có sự sống trước con người khoảng vài trăm năm đổ lại, và so với 3,7 tỷ năm, đó quả thực là một con số quá bé nhỏ. Trong 3,7 tỷ năm đó thì đã có muôn vàn dạng sống tồn tại trên hành tinh của chúng ta, nhưng không phải dạng sống nào cũng để lại dấu vết, và nếu có, thì thường những dấu vết đó cũng không hoàn toàn rõ ràng. Các nhà cổ sinh vật học đã hết sức nỗ lực để thu thập các bằng chứng, so sánh với những dạng sống hiện tại để tìm ra lời lý giải thích hợp cho những gì mà họ tìm thấy. Rất tiếc, không phải lúc nào họ cũng thành công. Vào năm 1955 thì nhà sưu tập hóa thạch nghiệp sư Francis Tully đã tìm thấy một số hóa thạch kỳ lạ từ một bãi hóa thạch mà các nhà khoa học gọi là hệ tầng Mason Creek thuộc hạt Grundy, bang Illinois. Ông đã đưa những hóa thạch này đến bảo tàng lịch sử tự nhiên Fields ở Chicago với hy vọng sẽ được họ giải đáp xem thứ mà ông tìm thấy là gì. Trái ngược với kỳ vọng của Francis Tully, các nhà cổ sinh vật học tài năng tại bảo tàng Fields, một trong những bảo tàng cổ sinh hàng đầu tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới, chỉ cảm thấy mờ mịt khi nhìn vào hóa thạch mà ông mang đến. Các bản mô tả hóa thạch của sinh vật này cho biết nó có cơ thể dài dài, tròn tròn như điếu xì gà. Chiều dài tối đa trong số các mẫu vật được tìm thấy là khoảng 35 cm, còn ngắn nhất là 8 cm. Dường như nó có một cặp vây bụng ngọt theo chiều thẳng đứng nằm ở phần cuối cơ thể, mặc dù điều này có thể không hoàn toàn chính xác do các bộ phận có thể bị xô lệch vị trí do bị đè nén dưới nhiều tấn đất đá trong quá trình hóa thạch. Ở đầu cơ thể nó lại có một cái vòi dài với 8 chiếc răng nhỏ sắc nhọn trên mỗi hàm, nếu có thể gọi là hàm. Có lẽ nó dùng cái vòi này để dò tìm các sinh vật nhỏ hoặc các mảnh thức ăn vụn chìm dưới đáy bùn. Phần đầu của nó rất khó phân định với phần thân. Trên hóa thạch này có những bằng chứng của các cấu trúc bên trong được lặp đi lặp lại. Ở phần thân của nó có các cấu trúc hình thành ngang, không biết là nằm ở lưng hay bụng, kết thúc ở hai cơ quan nội tạng hình tròn có dấu vết của vật chất xám màu mà người ta xác định là melanosome, chứ melanin tạo ra màu sắc. Hình dạng và cấu trúc như vậy gợi ý rằng nó có thể sở hữu một đôi mắt lồi nằm trên những cấu trúc dài như anten. Nó còn sở hữu những cấu trúc mà các nhà khoa học cho là mang, ngoài ra còn có thể có dây thần kinh ở dạng sơ khai. Sự thiếu vắng của các phần cứng trong hóa thạch gợi ý rằng con vật không sở hữu bất kỳ cơ quan nào được tạo thành từ xương, chitin hay calcium carbonate. Niên đại của những hóa thạch kỳ lạ này rơi vào khoảng 311 đến 306 triệu năm trước, tức thuộc thế Pennsylvania kỵ thành đá. Hệ tầng Mason Creek nơi tìm thấy nó nói riêng và bang Illinois nói chung, khi đó là sự kết hợp giữa nhiều hệ sinh thái như cửa biển nhiều bùn của đại dương, sông và hồ. Vấn đề là những hóa thạch như cái mà Francis Tully đã tìm thấy không hề hiếm gặp mà còn có khá nhiều, phải lên đến hàng trăm mẫu vật, chứng tỏ sinh vật này từng là thứ gì đó rất phổ biến trong hệ sinh thái cổ đại nơi đây. Các nhà cổ sinh vật học tại bảo tàng Field thất bại trong việc xác định phân loại của sinh vật này, và vì họ chưa từng thấy hóa thạch nào kỳ quái như thế, nên họ đã đặt cho nó danh pháp khoa học hai phần là Tully Monstrum Gregarium. Trong đó, Tully Monstrum đơn giản là quái vật của Tully, dùng để vinh danh người tìm ra hóa thạch, còn Gregarium trong tiếng La Mã có nghĩa là phổ biến, ý chỉ sự dồi dào hóa thạch của sinh vật này.
Họ chỉ có thể tạm xếp nó vào nhánh động vật đối xứng hai bên, Bilateria, gồm những sinh vật mà cơ thể có cấu tạo đối xứng, trong đó có cả con người chúng ta, nhưng cũng có những động vật đơn giản và sơ khai nhất. Tất nhiên là đã có nhiều thế hệ các nhà cổ sinh vật học thử đưa ra lời lý giải cho Tully Monstrum, vì nó thiếu nhiều đặc điểm của bất kỳ ngành động vật hiện đại phổ biến nào. Một số nhà khoa học cho rằng nó đại diện cho một nhóm gốc của một trong số nhiều ngành giun mà ngày nay còn rất ít loài. Một số người thì lưu ý rằng nó có những đặc điểm của các dạng sống hóa thành thuộc kỷ Cambri như Nectocaris pterix hay Eubapinia regalis, nhưng sau đó đã bị bác bỏ bởi Laura de la Cave vào năm 1998. Sang thế kỷ 21 thì cuộc tranh luận vẫn tiếp tục. Vào năm 2016 thì có hai nghiên cứu gần như đồng thời thể hiện quan điểm rằng Tully Monstrum thực chất là một loài động vật có xương sống gốc và do đó nó thuộc ngành động vật có dây sống là Chordata. Đó là các nghiên cứu của Victoria McCoy và Thomas Clemens cùng các cộng sự. Nhóm của McCoy thì tiến hành nghiên cứu hình thái học của một số mẫu vật và kết quả nghiên cứu của họ cho thấy Tully Monstrum có thể có họ hàng gần với các loài cá mút đá hiện đại dựa trên các đặc điểm như cấu trúc vây đuôi và vây bụng đối xứng, răng được làm từ keratin và lỗ mũi đơn. Dù vậy thì McCoy không giải thích thỏa đáng tại sao nó cũng sở hữu nhiều đặc điểm không tồn tại ở nhóm cá miệng tròn, bao gồm cá mút đá ngày nay. Trong khi đó thì nhóm của Thomas Clemens lại dựa vào cấu trúc mắt của Tully Monstrum để khẳng định rằng nó là động vật có xương sống. Nghiên cứu của họ cho thấy con vật có một con mắt dạng camera, có các thủy tinh thể được bảo quản và sự hiện diện của các melanosom hình trụ và hình cầu sắp xếp thành các lớp tách biệt. Họ giải thích đó là lớp tế bào biểu mô sắc tố, những cơ quan hình thành đó thực chất chính là mắt. Xét nghiệm hóa học cho thấy các sắc tố sẫm màu trong mắt là melanin hóa thạch, không phải omochrome hay pterins, các sắc tố mắt thường thấy ở các nhóm động vật không xương sống. Tuy nhiên, kết luận của Clemens và các cộng sự bị những nghiên cứu sau đó bác bỏ. Một nghiên cứu vào năm 2017 của nhóm nghiên cứu do Lawrence Salen đứng đầu cho rằng sự hiện diện của hai loại melanosome không hoàn toàn giống nhau ở tất cả các động vật có xương sống. Cá mút đá Mysin cũng không có cả hai loại melanosome này. Trong khi đó thì các loài cá mập cũng như các dạng sống đã tuyệt chủng ở khu vực Mason Creek, chẳng hạn như Bandringa, một loài cá mang tấm cổ đại cũng chỉ có melanosome hình cầu. Nghiên cứu năm 2019 của Christopher Rogers và các cộng sự cũng cho thấy có những loài mực và mực nang nhất định có hai dạng melanosome. Những melanosome này có thể phân hủy thành thứ trông giống như lớp tế bào biểu mô sắc tố được quan sát thấy trên hóa thạch của Tully Monstrum, trực tiếp phủ nhận kết luận của nhóm Thomas Clemens. Thay vào đó thì nhóm của Lawrence Salen và Christopher Rogers ủng hộ quan điểm cho rằng Tully Monstrum giống với động vật không xương sống hơn. Salen lưu ý rằng đôi mắt lồi và vây đuôi của Tully Monstrum giống với các loài chân khớp thuộc họ Anomalocaridae, trong khi vòi miệng lại giống Eubapinia, một loài động vật chân khớp khác. Tully Monstrum cũng có thể là một loài thân mềm với các đặc điểm tương đồng như bộ não dạng thùy, vòng cơ bắp, vây đuôi, vòi miệng và răng. Đến năm 2020 thì McCoy và các cộng sự lại lên tiếng bằng cách sử dụng kỹ thuật khối phổ Raman để nhận diện các liên kết phân tử của mặt trong vật chất hữu cơ được bảo quản cùng với Tully Monstrum. Từ các mẫu đến từ nhiều phần khác nhau trên cơ thể con Tully Monstrum, họ xác định vật chất hữu cơ trên hóa thạch là sản phẩm phân hủy của các mô động vật có dây sống, không phải chitin gốc polysaccharide như ở động vật chân khớp. Gần đây nhất thì vào năm 2023, một nhóm nghiên cứu đến từ Nhật do Tomoyuki Mikami đứng đầu đã tiến hành chụp 3/153 mẫu vật Tully Monstrum của các động vật hóa thạch khác đến từ cùng hệ tầng. Kết quả là họ cho rằng cơ thể của Tully Monstrum có sự phân đoạn cho đến tận khu vực phía trước mắt, khác hoàn toàn các động vật có xương sống. Họ đưa ra quan điểm rằng Tully Monstrum có thể là một động vật có nguyên sống không xương sống hoặc cũng có thể là một động vật miệng nguyên sinh. Như vậy là sau nhiều năm nghiên cứu thì các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định được chân tướng thật sự của Tully Monstrum. Điều kỳ lạ là ở sinh vật này có cả những bằng chứng cho thấy nó là động vật có xương sống lẫn động vật không xương sống. Vậy phải chăng nó có thể là một dạng nào đó chưa biết hoặc trung gian giữa động vật có xương sống và không xương sống hay không? Cùng hệ tầng với Tully Monstrum cũng có nhiều hóa thạch độc đáo khác nhưng không đến mức khó lý giải như nó. Mason Creek là một trong những lagerstätt lớn nhất thế giới, tức khu vực có điều kiện để bảo quản hóa thạch ở chất lượng cực kỳ tốt, nên ngay cả động vật thân mềm cũng được bảo quản trong hóa thạch. Vào năm 1989, thì chính quyền bang Illinois đã quyết định chọn quái vật Tully làm hóa thạch của bang, một hành động nhằm đề cao tầm quan trọng của sinh vật bí ẩn này và động viên những nỗ lực nghiên cứu nó. Hy vọng rằng trong tương lai, những nỗ lực mới, những công nghệ mới sẽ giúp chúng ta hóa giải được bí ẩn mang tên quái vật Tully. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký kênh và theo dõi để cập nhật video mới các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.